Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem và hiểu rõ được những cái sản phẩm mà các bạn có thể đang quan tâm, bởi vì không phải ai cũng có cái thời gian để đến tận nơi xem trực tiếp, mà chúng ta nhìn qua ảnh thì không thể rõ được chi tiết sản phẩm. Vì vậy mình đã làm rất nhiều video với từng các sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng Việt Nam để đưa lên bên trên kênh để giúp các bạn có thể xem và hiểu hơn nữa về sản phẩm đó. Mình làm một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng. Các bạn có thể lên trên kênh và tham khảo những cái video mình đã làm chi tiết về sản phẩm ở trên đó. Và hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu đến mọi người những cái mẫu bình phong thủy trang trí chiêu tài tích lộc, mang đến vận may cho chủ nhân sở hữu, với chất liệu là sứ cao cấp, được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Và tất cả những cái sản phẩm mình giới thiệu cho mọi người đều là sản phẩm được sản xuất trong nước ở tại Bát Tràng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi xem những cái sản phẩm hôm nay mình sẽ giới thiệu. Tiếp theo thì giới thiệu đến mọi người một cái mẫu là mẫu hồ lô chiêu tài tích lộc, thuộc cái dòng sứ trắng vẽ tay cao cấp của Bát Tràng. Mình sẽ xoay một vòng cho mọi người cùng nhìn được cái sản phẩm. Và tất cả cái họa tiết mà mọi người nhìn thấy ở trên cái sản phẩm này thì đều là vẽ thủ công bằng tay hết. Cái hồ lô này thì nó có cái phần nắp này, nắp rời ở bên trên. Và chúng ta có thể mở được cái hồ lô ra nhé. Hiện tại thì đang gắn keo rồi, gắn băng dính. Mình sẽ bóc cho mọi người nhìn cái nắp của nó ra. Đây, cái nắp của nó sẽ có một cái nắp như thế này. Hiện tại thì đang để trong kho nên gắn lại như này nó sẽ dễ bị rơi ra. Đây là cái nắp của cái hồ lô này. Khi mà chúng ta trưng bày thì chúng ta sẽ bỏ cái băng dính này ra. Chiêu tài tích lộc sẽ được giữ ở trong cái bình này. Ở cái mẫu này thì được vẽ hình ảnh là cá chép và hoa. Ở trên phần bầu ở bên trên thì có cái chữ phúc. Cái này thì nó sẽ đi theo cặp là phúc đức. Đây. Nền của cái sản phẩm này là nền nó màu xanh nhé. Nền màu xanh. Được vẽ hình ảnh cá chép thì là màu xanh lam. Xung quanh bình thì đều có hình ảnh hoa và cá chép. Ở cái mẫu này là mẫu vẽ kỹ kín toàn bình. Quay mặt nào ra thì chúng ta cũng có thể nhìn được cái họa tiết vẽ kỹ ở trên sản phẩm. Mình sẽ đo kích thước của sản phẩm này. Có rất nhiều kiểu vẽ mẫu họa tiết lên khác nhau. Và ví dụ như các bạn mà thích cái dáng này, kích thước như thế này, có thể vẽ bất kỳ cái họa tiết nào lên bên trên cũng được. Chiều cao của sản phẩm này. Cao là 72. Từ chân cho đến cái đỉnh chóp này của nó là 72 cm. Cái đường kính bụng của cái phần to nhất nhé. Đường kính bụng của phần to nhất là 113 cm. Đây là cỡ hồ lô cỡ số cao 72. Cầm rất là chắc tay. Màu sắc này của sản phẩm này nó sẽ là màu bền vĩnh cửu với thời gian, không sợ bị phai mờ hay là xuống màu, nó sẽ như thế này mãi mãi. Với cái mẫu như này thì chúng ta có thể rửa trực tiếp nước cũng được, thoải mái, không sợ bị ảnh hưởng đến cái chất lượng sản phẩm. Nâng ở dưới đáy lên. Đây là cái dưới đáy của sản phẩm này. Hình ảnh rất nhiều cá nhé. Ví dụ mà chúng ta muốn cái màu sắc của họa tiết cá là xanh đỏ vàng thì chúng ta cũng có thể là chế tác được những cái màu sắc lên trên cái họa tiết này thay đổi được. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái mẫu khác. Sang đến cái mẫu này là mẫu vẽ ngàn hoa. Về kích thước vẫn là cao 72, đường kính bụng vẫn là 113. Nó cùng size, cùng kích thước, nó chỉ khác họa tiết thôi.
xung quanh thì đều là hoa hết. Quay một vòng nhé. Cái này nếu như mà với không gian rộng thì chúng ta có thể bày theo cặp, bày theo cặp thì sẽ rất là đẹp. Và đây là những cái mẫu hàng mộc chưa được vẽ vàng thì nó sẽ trông nó sẽ như thế này. Và vẽ vàng thì thêm thì cái bên ngoài của nó sẽ bóng sáng hơn. Và tất cả những sản phẩm này chúng tôi đều ship toàn quốc hết. Nếu như mọi người mà quan tâm thì có thể liên hệ đến số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Đây, trên bầu trên và bầu dưới tất cả thân bình đều được vẽ kín hoa. Đối với cái mẫu vẽ kín như thế này thì đứng ở góc nào chúng ta cũng có thể nhìn được cái cảnh kỹ của sản phẩm. Nhìn như một rừng hoa đang nở, màu sắc rất là đậm đà. Sẽ quay nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ sang cái mẫu này là mẫu thứ ba. À, sang mẫu tiếp theo, mẫu này thì được vẽ hình ảnh là cá chép và hoa sen. Hình ảnh cá chép và hoa sen. Nền là nền màu xanh lam đậm, họa tiết cá cũng là màu xanh lam. Chỉ có hoa sen và lá sen là được chế tác cái màu hồng, màu cam, màu vàng. Lá của hoa sen thì là màu xanh lá rồi. Trên này đang gắn băng dính. Đây mình sẽ xoay một vòng chúng ta nhìn được nhé. Hoa và cá cũng được vẽ kín xung quanh cái phần thân mình. À, tất cả những cái sản phẩm này thì đều là sản phẩm sứ cao cấp của Bát Tràng. À, chúng ta nhìn tất cả cái họa tiết nhé. Họa tiết của nó nổi bật lên bên trên cái sản phẩm luôn. Nhìn nó rất là rõ ràng, sắc nét. Quay một vòng cho chúng ta cùng nhìn được. Ở mẫu hồ lô tiếp theo xin phép được giới thiệu đến mọi người cái mẫu này là cỡ, này là cỡ số 2, nó bé hơn so với cái cỡ đầu tiên. Hồ lô này thì nó có 3 số, nó có 3 cỡ, cỡ số 1, cỡ số 2 và cỡ số 3. 3 mẫu đầu tiên là cỡ số 1 và đây là cỡ chiều cỡ số 2, cỡ ở giữa. Chiều cao của cỡ này là cao 60, chiều cao là 60, cao 61. Chiều cao của cỡ số 2 là cao 61 này. À, đường kính bụng của sản phẩm. Nó hơi trơn. Cái vanh bụng là 99 cm. Và cái vanh bụng là 99, chiều cao là 61. Ở mẫu này hiện tại đang là mẫu hình ảnh cá chép và hoa sen. Ở trên bầu bên trên nó có chữ lộc. À, cái mẫu này chúng ta cũng bày theo cặp, cũng như là tài lộc hoặc là phúc đức ở phần trên cái bầu nhỏ nhỏ bên trên này. Nên mình sẽ quay một vòng để cho chúng ta nhìn được cái mẫu này nhé. Nền của nó là nền màu đỏ, họa tiết hoa cá. À, cái nắp này hiện tại thì mình đang dính băng dính bởi vì bê đi bê lại nhiều nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ bị dễ rơi cái nắp, vì vậy mình phải dính băng dính lại. Còn khi mà về bày ấy, về bày tại nhà thì chúng ta sẽ bỏ cái băng dính này ra, bởi vì chúng ta thường là chúng ta để cố định một chỗ không di chuyển nhiều thì nó sẽ không ảnh hưởng. Đây là chiếc hồ lô này, chiêu tài tích lộc mang đến vận may cho chủ nhân sở hữu. Và mẫu này là mẫu mộc chưa vẽ vàng và tất cả cái họa tiết này đều là vẽ tay hết, các nét vẽ tay. Màu sắc của sản phẩm này nó là màu bền vĩnh cửu với thời gian, không sợ bị phai mờ xuống màu, dùng lâu rửa trực tiếp được luôn. Và cái chất men của nó rất là bóng mịn, vì vậy các bạn khi mà sờ lên cảm giác chúng ta như đang sờ lên cái lớp kính ấy, rất là trơn mượt. Vệ sinh thì cực kỳ đơn giản, lau bằng rẻ khô hoặc là rửa trực tiếp là nó sẽ sạch sáng luôn. Đây là dưới đáy này, dưới đáy của sản phẩm. Và ví dụ các bạn mà thích cái cỡ này mà chế tác cái họa tiết khác thì chúng tôi cũng đều làm được nhé.
Ví dụ như thích cái cỡ này mà vẽ cái họa tiết khác lên bên trên thì cũng được. Nhưng mà các bạn lưu ý là cái sản phẩm vẽ tay. Vì vậy là khi mà cái họa tiết của cái cỡ to mà vẽ lên cái cỡ nhỏ thì có thể là nó sẽ bị khác đi đôi chút nhé. Nó sẽ không giống nhau. Ok, giờ mình sẽ sang cái mẫu khác. À, tiếp đến là chữ lọc này. Chữ lọc này là màu xanh, nền xanh. Cỡ này vẫn là cỡ số 2, cao 61, ở vanh bụng là 99, cao 61, vanh bụng 99. Ở trên này vẫn có một chữ lọc, nền của nó là nền màu xanh nhé. Và một số cái họa tiết thì được chế tác với cái màu sắc hoa và cái cách phân bố cảnh nó sẽ khác đi một chút. Đây, mình sẽ quay một vòng. Và nếu như quan tâm đến bất kỳ cái mẫu nào thì chúng ta vui lòng chụp ảnh lại mẫu sản phẩm đó, gửi qua Zalo, số điện thoại là gắn ở bên trên video, hoặc là gọi điện trực tiếp để chúng tôi sẽ tư vấn cho mọi người những cái mẫu sản phẩm đẹp nhất. Đấy, xoay một vòng chúng ta cũng nhìn được. Và nhìn ở bên ngoài thì cái họa tiết nó sắc nét và màu sắc nó còn đậm đà hơn ở bên trong video. Ở trong video thì xem có thể là cái độ phân giải của nó sẽ bị giảm đi một chút, nhưng mà nhìn bên ngoài nhìn nó sẽ còn long lanh đẹp hơn rất là nhiều. Mọi người có thể tham khảo thêm nhiều nhiều video nữa tại YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên đây thì có rất nhiều những cái sản phẩm mình đã làm thành video chi tiết để mọi người có thể tham khảo. Tiếp theo thì sẽ chuyển sang cái mẫu khác. Đấy, cùng là cá chép và hoa nhưng mà có rất nhiều kiểu chế tác cái họa tiết khác nhau nhé. Đây vẫn là cỡ số 2, chiều cao là 61, vanh bụng là 99. Cái vanh bụng này chúng ta chia cho 3,14 là sẽ ra được cái đường đường kính chuẩn xác của bụng. Ở mẫu này thì được cái nền nó là nền màu xanh dương đậm. Họa tiết cá là màu xanh lam. Họa tiết hoa và lá là những cái màu điểm màu vàng, màu đỏ. Đây vẫn là cỡ số 2 nhé. Đây, cỡ số 2 này. Sẽ quay một vòng, chúng ta nhìn rất nhiều xung quanh, rất nhiều hình ảnh là cá và hoa. Ở góc nào chúng ta cũng nhìn được ra cái cảnh chính của sản phẩm. Cái màu này thì nó cảm giác nhìn nó sẽ hơi trầm hơn. Bây giờ sẽ sang cái cỡ nhỏ nhất, cỡ số 3. Đây là cỡ số 3 này, cỡ nhỏ nhất này. Và thích hợp để tại bàn làm việc hoặc là kệ tủ với không gian nó nhỏ, chúng ta để cái cặp đấy. Đây, như này được gọi là một cặp này. Đó, như này được gọi là một cặp nhé. Đó, một bên là tài, một bên là lộc. Một cặp tài lộc. Để cân bằng đối xứng nhau. Cái cỡ số 3 này thì cái chiều cao của nó là 50. Cỡ số 3 chiều cao là 50 này. Cái đường kính bụng. Đường kính bụng của sản phẩm là 86, cao 50, cái vanh bụng là 86 nhé. Cái vanh bụng này chia cho 3,14. Đây, mình sẽ quay cho mọi người cùng nhìn được cái mẫu này. Đây là cái cỡ nhỏ nhất, cỡ số 3. Hiện tại thì đây là tất cả đều là những cái mẫu họa tiết là màu, nó không có màu lam, xanh trắng. Và tất cả họa tiết nền màu sắc hết, nền này nền màu xanh lá. Và chúng ta cùng nhìn cái vẻ đẹp của sản phẩm này, gốm sứ Bát Tràng. Đấy, như này gọi là cặp tài lộc, có thể là cặp phúc đức.
Tùy thuộc vào mỗi người, chúng ta sẽ lựa chọn. Ok, như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người những cái mẫu hồ lô thu hút tài lộc với cái hàng mộc chữ vẽ vàng. Nếu như mà quan tâm đến sản phẩm thì có thể liên hệ đến số điện thoại đang được gắn ở bên trên video. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nếu thấy những cái video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào.